Mày chết chưa? Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ua. Chạy đâu con này to. Ui. Mày chết chưa? Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ua. Chạy đâu con này to. Ui. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với Phần Thảo Fishing. Trên Zalo bảo đặt cho mấy cần siêu cường mà siêu cường cả phần cứng. Em thích luôn cây siêu cường này anh em này. Cực đẹp luôn, cái này còn cứng anh em nhé. Cái này mình cho mấy bác đi đánh dịch vụ, đánh giải, bo hàng luôn. Thì mình chơi cái loại cần này. Mấy con to to kéo cái vít là nó bo luôn. Hôm nay em bác đi em đánh lục các bác. Cái này đẹp kỹ mãn luôn đấy. Ngọn 2,3 ly cơ. Độ cứng 10H, ngọn 2,3 ly. Cái này, anh em nhìn này. Những mẫu cần này nó có chống nổ rất là dày luôn. Nó có gì nhỉ? Vòng sát chúng nổ rất là dài luôn. Đánh này bao khỏe. Đây, em xem này, con này đánh bao khỏe luôn. Cần 10H đánh rất sướng rồi, cái loại này đánh còn chắc là được sướng rất nhiều, còn sướng hơn. Cái này chính này thì anh em đánh dịch vụ hàng có. Đây anh em này. Qua mày mò nhà em chế cái nụ phao đẹp cho các bác này. Anh em chúng nó xinh không? Đấy, chế phao này. Còn rất là đẹp. Để zoom kỹ nhìn cái nụ này trông nó phê đấy các bác. Hôm nọ em đi câu tiện nữa, rơi cái chúng cần các bạn không có biết là về để đâu rơi mất, tìm mãi không thấy, ở nhà không có. Tổng thiệt hại thứ ngày em đi câu là cả quên nó rơi là mất 4 cái. Không biết là rơi ở đâu. Hôm nọ đi câu vài cá vẫn còn đóng một lưỡi. Sợ thật. Rồi, nick. Không biết nước ở đây nó có sâu. Mà mấy anh em vẫn còn đang đi đằng sau, mới giờ còn ăn sáng ăn xíu các kiểu, mình xuống đây ra đồ trước. Vừa đi bẻ thôi, cái chúng cần anh em ơi. Đời này. Suốt ngày quên mẹ rơi là chỉ có dùng mẹ này nó bền đấy. Đây em đang con này mới ít mồi đánh thừa anh em ơi. Nó có cả cắm viên đấy. Cái đống này em xả hết luôn tí em nè. Có mồi bằng mồi chua thôi. Vào đây. Cá nó vào không à, tí có tăm ngay bên ngay. Đây còn đây là mồi chính anh em nhé. Mồi ủ chua anh em. Chua mẹ chuối. Con thấy màu vàng chưa? Tươi luôn. Anh em khi bốc mồi ra em khối mồi thử tối qua bốc mồi ra mồi nó vẫn còn đã mẫm luôn. Mà mồi rất là mềm tơi anh em ấy. Cái này em cứ làm một cục thật to cho lưỡi trong một tí em thả xuống đấy. Còn bắt đầu là mồi nó cứ tan vùng quanh ở cái lưỡi. Thế là cá nó đè trục phát là trên luôn. Chứ anh em đừng nghĩ là cứ phải cho cục mồi nó rắn chắc ở trên lưỡi là tốt, nó không phải đâu. Các bác cứ để cái mồi ta ở vùng quanh lưỡi là tốt nhất. Cá nó vào cái đè trục ngay mà. Nhiều anh em mới câu cũng chưa biết ra ngoài đâu. Thảo từ lấy rồi vẫn chưa thấy cái tầm nào anh em. Không biết này có lên con hàng nào. Nói chung là câu kéo may mắn nó vẫn là
Giờ em vãi thêm một tí ủ chua của em chúa. Nó có thính đấy, thính chua cá vào. Đấy. Thế là chuẩn bài. Đây rồi. Ui, rô phi, rô phi to, rô phi to. Wow, rô phi to. Còn đây có một anh em ơi. Vừa nói xong mà không được con nào giờ lên rô phi to. Đây, lấy vào rồi nhá. Đấy, chờ từ sáng chưa được mà em rô phi các bạn này. Nhảy nhảy mãi. Còn đây có đấy. Mấy anh em còn chưa được con nào, cũng mình được con này. Rùa nó vào, đẹp, đỏ đấy. Đấy, gỡ thật nhá. Con này to luôn, sáng giờ nó đồng con anh em ạ. Đến trưa này, 4 tiếng hồ. Ok, để nuôi cái lưỡi này, con này dọng chân ra. Đấy, to dọng này thả luôn. Kéo lại mất nha, mãi được con cá. Con này còn to đấy nhỉ. Nó mất. Cho được mà. Đẹp đấy. Ok. Nó phê luôn. Thả chắc một cân. Sáng bây giờ mới được một con. Nó có quán cây, quán cây cắm cây. Để cho đây cắm vào đấy hẳn được. Ok, em cần thủ đây vẫn đang ngồi dình như sáng rồi. Chưa được dẹp phá nào. Mày chết chưa? Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ua. Chạy đâu con này to. Ui. Mày chết chưa? Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ua. Chạy đâu con này to. Ui. Lím vào đất đều đều luôn. Ui, phi to chưa? Ui. Con này phải đuôi cân, đuôi cân vớt vớt em ơi. Kình cắn rất đều đều mà hàng bự. Dã man. Con này đẹp đấy. Bông cho vào mang cái mông bông. Bông á? Ừ. Con này nó rất đẹp nhỉ. Mà cần cắn quá, con này không bò vào. Con này đuôi cân, con này đuôi cân. Wow, ok em ơi. Con này. Ủa anh ơi, con này to chưa? Cái nó rất đẹp thật đấy nhỉ. Ủa nhìn thích chưa? Nó rất veo veo veo. Bàn tay anh em nhìn cho. Con này đuôi cân, đuôi cân, đuôi cân.
Đây giữ. Em cầm hẳn màu chuối nữa nhá. Ở đây. Đấy cầm. Cầm màu đúng cái chỉ của lưỡi em ạ. Ôi. Tuyệt vời em ơi. Kình view đẹp quá. Đích vào giỏ em ơi. Em lên được 2 con. Vào luôn. Kình quả nó zin phê nhỉ. Quả như tổng con chép to đấy. Wow. Quá tuyệt vời bác ạ. Con hàng này cắn thật vớ vẩn. Quá định thôi không giặt rồi đấy. Ủa quá. Nháy nháy là bực quá phật phát. Dính ngay. Càng sướng. Này 2 cân. Quá quá tờ hàng con không huyết rô phi. Cần này nó rít sướng hơn hẳn cần máy. Xịt. Cái 6m3 này vẩy rất là phê các bác ạ. Vẩy phát lên ngay. Ở đấy, ui, ông kia hụt à. 6m3 vẩy rất là phê. Một phát dính là cá kéo. Quên đời đi. Chỗ này ở trên hoa động, lâm động. Mày chết. Úi giời, lên luôn. Úi giời. Mày chết. Úi giời, lên luôn. Úi giời. Con này nhấc lên luôn. Lên. Wow. Cần nó phải thế. Uầy, anh em thấy quả màn nó sang này lưỡi giỏi, màn bạo lực chưa? Mấy con này nhấc phát lên luôn. Con này chắc tầm không cân anh em ạ. Đẹp đấy. Và rọ này có nổ rồi, có nổ toàn rô phi. Đấy đẹp đấy. Thằng này tí về hấp này tươi luôn. Này đi mới toàn anh em cần thủ nó gỡ lưỡi rất là nhanh. Mình gỡ bao năm cũng chưa gỡ nhanh mấy ông này, gầy phát ra sợ thật. Vào. Con này to đấy. Tuyệt vời, cá nước nợ. Ôi, phải nói quả cần siêu cường rất là khỏe anh em nhé. Cái loại một đôi cân bắt nhấc bỏng bờ luôn. Mà cá rô phi đây đang công nhận là nhát thật. Ui, còn kiến này, Ôi giời. Cá rô phi ăn nhát thật, các bạn thấy nó chỉ tăm chắc là toàn đóng vào mình. Cái đấy mà anh em mà câu đơn câu đài còn lâu mới được, chỉ có lục mới được thôi. Lục đánh mới là phê. Phê pha. Đơn mới đài xác định móm. Tàu rô phi. Tuần này trưa rồi anh em ạ. Nên là có 2 con câu từ sáng đấy, giờ anh em nó cũng hơi mèo. Giờ anh em của tôi ăn trưa đã các bạn. Ăn trưa xong rồi tí mới tiếp tục câu chỗ này đánh, phải đánh đến chiều. Chiều về, hay cả ngày luôn, nay thứ 7. Ông kia ông ăn à? Ngồi ăn đi. Nó phải câu được con cá đấy mà. Ừ, sáng giờ được mấy phát giật hụt. Không rõ câu đánh đức kìa. Giật niên toại. Tự tin hả? Hôm nay bắt đầu... Nay mới ra biển lớn nữa. Dùng đây bánh gì đây? Có nhân không hay là không? Tay bản quá. Có sữa không đi đồ anh? Anh không sữa sữa chịu không? Thank you.
Trời, động hay. Đấy, động hay. Úi giời, có to luôn kìa. Hơi mím phát là lích ngay anh em ạ. Mím phát và lích ngay. Chạy đâu? Chạy đâu? Lên. Đấy. Lại đi đồng đội vớt cho anh em ạ. Lên. Ok. Đấy sao? Kéo khéo gỡ anh em nhé. Ăn thằng mẹ trong thầy gỡ chuyên nghiệp gỡ nhỉ. Hắn cầm lưỡi nghèo chuyên nghiệp thật, cầm vẫn móc cái đằng anh. Con này hơi nhỏ mà nãy phải 7-8 lạng đấy. Mím phát giật lích ngay. Bọn này chỉ thế. Ok. Đây thành quả mấy anh em tôi các bác này. Toàn con to con này. Mấy anh em đang sâu bể nướng. Có những con đến 2 cân một con đấy. Đấy, cứ múc nó. Sâu như thời nguyên thủy này. Đây. Đấy, nhấc cả ai. Rồi, con này chắc 1 cân. Con này tầm 1 cân. Tiếp đi. To đấy, to nhỉ. Người. Quỳnh rút tới cái chống cần nữa. Con được phi cụ tổ này. Mồm to. Nó biết xỏ không đây? Ây à. Theo nó gài đóng vào này. Thấy lưỡi, thấy đây rồi. Tết màng. Ok. Con này to. Này bự. Làm không to này. Con này nó đôi cân con anh em ạ. Con này to, 2 cân con. Sò thế này. Mình cứ nhấc hẳn lên cho nó nhảy sáng đi. Cái đâm qua cái đầu nó lên. Cẩn thận nó bắn. Ôi con. Bịt mồm này dưới. Đâu? Qua đây á. Nhiều phết đấy nhỉ? 2. Ui. 2, 4, 6, 7 con cơ mà. 8 con này ạ. 5 màn nhiều này mà. Con mấy con thế, con chua này. Nên đi con to về lớn cho nó sướng. Thằng nào đấy.